Thực hiện chương trình Tết với người nghèo Xuân Kỷ Hợi 2019, Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Nông đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 33,5 triệu đồng xây nhà chữ thập đỏ cho hộ gia đình anh Nguyễn Tài Thắng, khu 2 xã Tế Lễ. Trong đó, Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ 23,5 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ 10 triệu đồng. Sau 4 tháng thi công, đến nay đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây là một trong những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm chia sẻ những khó khăn để các hộ nghèo trên địa bàn huyện Tam Nông có thêm điều kiện vui xuân đón Tết.